Cái gì thế này? Anh dám đưa gái về nhà làm chuyện đấy lên giường của vợ chồng mình á? Anh quá đáng lắm rồi đấy. Đừng có mà trách tôi. Nhưng mà thế này thì vẫn còn nhẹ quá. Cứ chờ đấy. Anh đừng có trách tôi là ác nhá. Đáng đời đồ gian phu dâm phụ. Đấy là cái dáng của việc phản bội tôi đấy. Ơ, vợ, hôm nay về sớm thế. Ôi sụp mày quá. Em vào bếp chuẩn bị cho anh mấy món thật thịnh soạn nhá, để anh tiếp đón khách quý. Ơ, sao anh lại ở đây? Chứ không phải là anh đang ở trong phòng ngủ à? Em nói cái gì đấy? Anh vừa từ ở ngoài về mà. Ơ, thế anh ở đây? Thế ai đang giật gì trong phòng ngủ của vợ chồng mình nhở? Anh ơi, hay là nhà mình có trộm? Nhưng mà sao bây giờ trộm nó manh động đấy nhở? Nó vào tận phòng ngủ của vợ chồng mình nó làm chuyện đấy. Đã đi ăn trộm rồi lại còn dám ngang nhiên như vậy. Nhưng mà không sao, yên tâm. Em vừa cầm cái gậy này đập chúng nó mấy phát, chúng nó nằm luôn ra đấy rồi. Đi vào đây. Cái gì cơ? Em vừa cầm gậy đập á? Ôi xồi ôi, tôi chết anh rồi, chết anh rồi. Ở trong đấy là sếp với vợ của sếp của anh đấy. Cái gì? Sếp của anh? Sao sếp anh lại ở nhà mình? Thì chuyện đột xuất mà. Hệ thống điện của nhà sếp anh nó bị hỏng nên sếp anh sang đây ở nhờ vài hôm. Anh cũng nhắn tin cho em rồi còn gì. Anh còn tưởng em đọc gì cơ. Thì em đang lái xe làm sao em đọc tin nhắn được. Bây giờ phải làm sao? Ôi, anh cũng không ngờ em manh động như thế đấy. Thế hỏi anh nhá, bây giờ trong nhà chỉ có hai vợ chồng mình. Anh đi làm về, anh thấy có người dập dìu trên giường ngủ của vợ chồng mình là anh ấy, anh còn nhảy vào sông vi chúng nó luôn. Làm thế nào bây giờ? Ai à, cậu Cường ơi, nhà cậu có cái gì rơi vào đầu tôi thế này, đau quá. Dạ, không phải đâu ạ, là vợ. À không, chắc là cái cánh quạt của nhà em nó rơi vào đầu sếp. Sếp thông cảm cho em nhá. Thế đầu sếp có sao không ạ? Quang hết cả đầu. Cậu xem nào, nâng cấp nhà cửa lên đi chứ, để thế này là không được đâu nhá. Dạ. Đang vào việc thì... Thôi anh, thì ở tạm mà, có sao thì ở thế đi. Tại anh ý, em đã bảo anh ra khách sạn rồi mà anh không chịu nghe. Ủ thân chưa? Thì anh cũng định như thế đấy. Nhưng mà cậu Cường đây, cậu lại nhiệt tình quá, nhất quyết mời hai vợ chồng mình về cơ. Đấy, mà nhá, ở công ty ý, cậu Cường cậu là cấp dưới mà anh yêu quý nhất. Anh cũng đang định cất nhắc cho cậu ấy vào một vài vị trí. Mà này, bây giờ anh em mình ở với nhau thế này chắc là tình cảm đi lên lắm đấy cậu Cường nha. Dạ vâng ạ. Hơn nữa lại có cả cô Trang đây ở nhà lo cơm nước, mình đỡ phải ra khách sạn. Chứ bây giờ ra đấy là ăn ở ngoài em cũng đâu có chịu được đúng không? Ôi, thôi thì anh nói như thế em đành chịu, để xem vợ chồng cô chú ý tiếp đãi vợ chồng mình thế nào. Chứ tôi là tôi khó tính lắm đấy. Dạ vâng ạ. Dạ mời anh chị vào trong nhà nghỉ ngơi tiếp ạ. Hóa ra là anh Tài Lanh à? Tự nhiên mời vợ chồng người ta về đây làm gì? Vợ chồng nhà họ ở đây làm sao vợ chồng mình thoải mái được? Anh cũng biết là như thế, nhưng mà chỉ một vài hôm thôi. Cái việc này nó rất quan trọng với sự nghiệp, với sự thăng tiến của anh mà. Vợ nhá. Thôi được rồi, nhưng mà chỉ vài hôm đấy nhá. Không là em không chịu được đâu. Đã đi làm cả ngày về mệt mỏi đi chứ, lại còn phục vụ hai cái ông bà đấy cứ như là ông Hoàng bà Hoàng ấy. Em sao em chịu được? Được rồi, anh biết rồi. Anh sẽ đền bù cho vợ sau nhá. Mà anh bảo này, trong cái lúc xếp ảnh ở đây ấy, thì vợ cho anh ra oai một tí nhá. Nhá. Biết rồi. Thế thì tốt. Thế bây giờ vợ vào nhà nấu cơm đi. Em mời anh ạ. Em mời anh chị ạ. Thế này thôi á? Thôi anh xem nhân viên của anh mời sếp toàn mấy cái món ghê thế. Dạ anh chị đến đột xuất quá, em cũng chưa kịp chuẩn bị chu đáo. Hay là thôi hôm nay anh chị cân tặng mấy món này, đồ ăn em nấu ngon lắm ạ, rồi ngày mai em sẽ chuẩn bị chu đáo hơn ạ. Cái gì cơ? Ăn tạm á? Tạm làm sao được? Trời ơi, ở nhà tôi lúc nào phải có 5 món 4 mặn một canh nhá. Đây là còn toàn mấy cái món rẻ tiền không thể nào mà nuốt được. Không những thế, vì ở nhà của cô nên chồng tôi mới bị như thế này. Anh ấy cần được
bồi bổ vi cá bào ngư. Còn tôi ở nhà lúc nào tôi ăn gan ngỗng salad cá hồi, vì tôi đang giảm cân nhá. Ăn như thế thì nó mới nhiều collagen được. Cô có làm được không? Mà trông cô nhà quê như thế này thì chắc là cũng chưa từng ăn mấy cái món đấy đúng không? Hả? Ôi dồi. Cậu Cường, tôi nói thật, cậu đẹp trai tài giỏi như thế này, cậu xứng đáng với một người vợ đảm đang, xinh đẹp hơn nhiều. Chị Thương nói đúng rồi đấy. Ai lại đi tiếp khách mấy món này bao giờ không? Em đi chuẩn bị mua thêm mấy món nữa để về nấu đi. Anh... Dạ, để em đi chuẩn bị thêm ạ. Anh chị chờ một chút ạ. Dạ, vợ em chuẩn bị không chu đáo. Em xin phép uống với anh một ly để tạ lỗi ạ. Mà này, vợ cậu giam giang phết đấy. Anh vừa nói cái gì cơ ạ? Ý tôi là vợ cậu đảm đang phết đấy. Cứ dạy bảo từ từ, rồi cũng sẽ được như chị Thương nhà anh thôi. Dạ vâng, em mời anh ạ. Anh vừa mắng em, anh còn vào đây làm gì? Sếp, sao anh lại ôm hôn vợ em thế ạ? Vợ mà. Tôi không phải vợ của anh. Anh lo mà giải quyết quần áo của anh đi nhá. Ôi sếp ơi, anh có ổn không ạ? Tôi ổn. Dằm ba ly rượu, nhằm nhò gì? Nhưng mà em vừa thấy anh ôm hôn vợ của em mà. Bán vợ cậu một đêm cho tôi. U anh ơi, như thế làm sao mà được ạ? Hay là cậu chơi ít, gấp đôi nhá. Anh, nhưng mà còn chị nhà ở ngoài kia, anh làm thế này làm em khó xử đấy ạ. Sao lại khó xử? Anh em mình là đàn ông với nhau, ai mà chẳng ham của ngon vật lạ. Mà hơn nữa, vợ cậu này vừa xinh vừa đẹp đấy kia. Đồ tốt ấy thì phải nghĩ đến lãnh đạo đầu tiên chứ, ai lại... Nhưng mà... Tương lai của chú đang nằm ở trong tay tôi đấy. Có lên được trưởng phòng hay không, hoặc thành công cốc, bị đi xuống làm nhân viên, hoặc thậm chí là mất cả việc, thì đấy tùy thuộc vào chú. Dạ. Mấy lần cất nhắc trước ấy, cậu còn chưa cảm ơn tôi đâu đấy. À dạ, thế thì anh cứ để em tính ạ. Tôi tin vào khả năng của cậu. Chú cũng không thiệt gì mà. Vợ tắm xong rồi đấy à? Hôm nay em vất vả cả ngày rồi. Em uống nước cam đi. Anh mà cũng biết thương em cơ à? Ừ, vợ của anh. Anh không thương thì thương ai nào? Anh mà thương em ấy thì anh phải mau chóng tiễn vợ chồng xếp anh về đi. Vợ chồng nhà đấy ở đây vừa không thoải mái, em lại còn phải hầu hạ dạ vâng. Em mệt muốn chết đi được. Anh biết rồi. Nhà xếp của anh nhá, sắp sửa xong rồi. Em sắp được giải thoát rồi. Mà nhá, lần này anh được thăng chức ấy, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Em thích gì nhá, anh cũng mua cho em hết. Anh sẽ không để em phải vất vả nữa nhá. Nhớ đấy nhá. Bà vợ của sếp anh ghê gớm lắm. Hạnh với em đủ điều, lại còn bắt em giặt cả đồ lót cho cô ta nữa. Được rồi, được rồi. Anh biết là vợ vất vả rồi. Mà thôi, em uống nước cam đi. Anh pha cho em đấy, uống xong rồi nghỉ ngơi nhá. Vợ ơi, vợ, em buồn ngủ rồi à? Để anh đi em đi ngủ nhá. Dạ. Anh ơi, vợ em nó ngủ rồi đấy ạ. Anh làm gì thì làm nhanh lên anh nhá. Cậu đúng là thông minh, đáng được trọng dụng. Yên tâm, tôi sẽ trả công cho cậu xứng đáng. Bây giờ, cậu sang bên kia.
canh chừng bọn tôi giúp tôi nhá. Có vấn đề gì nhớ phải đánh động đấy. Em biết rồi ạ. Anh chơi được vợ tôi thì tôi cũng chơi được vợ anh. Anh nghĩ một mình anh làm được chắc. Đưa anh tao đây. Đưa đâu đây. Lần này thì tôi bắt được thật rồi nhá. Vợ, sao vợ lại ở đây? Chẳng phải em với tay Phương đang... Ý cậu là tôi ấy à? Sếp, sao sếp cũng ở đây ạ? À? Chẳng phải là sếp với vợ em đang... ấy à? Tôi với vợ cậu làm gì? Cậu đang nghĩ là tôi với vợ cậu làm cái chuyện như cậu đang làm với cả vợ tôi á? À? Cô Thương, cậu nói gì đi chứ? Anh ơi, anh hiểu nhầm rồi. Em đang ngủ, em không biết gì cả, tối ôm xong hắn ta vào bày ra cái chuyện này. Anh, em không biết gì cả, thật đấy. Tôi làm thế thì là sao? Chẳng phải là anh không thích vợ tôi à? Tôi đã tạo điều kiện cho anh với vợ tôi rồi, thì anh cũng phải tạo điều kiện cho tôi hưởng với anh một tí chứ. Còn qua cô lại như nhau cả thôi mà. Còn là cô nữa. Cô là loại đàn bà lẳng lơ, cô đong đưa nó. Thì anh ta có mê cô như thế không? Loại đàn bà lăng loàn, kim ngộp à. Không được phép nói với Trang như thế. Và mày đừng có đánh đồng tao. Anh đừng có đóng vai nạn nhân nữa anh Cường ạ. Lúc nghe anh Phương nói, tôi không thể tin được người chồng đầu óc cay gối với mình lại làm ra những cái chuyện như vậy. Thế nên tôi đã lập ra cái kế hoạch này để tự mình kiểm chứng. Tôi mong rằng anh không phải con người như vậy. Nhưng mà hóa ra tôi đã nhầm. Anh còn kinh khủng hơn thế rất nhiều. Thật ra chuyện cậu với cả vợ tôi lén lút qua lại với nhau tôi đã biết từ lâu. Đến ngày hôm nay tôi mới bắt quả tang tại trận hai người. Alo, tôi đến nơi rồi. Đối tác đến chưa ạ? Hình như kia là cậu Cường mà. Sao bảo đi gặp đối tác? Mà đối tác gì lại ôm eo đây kia? Không lẽ cậu ta ngoại tình? Không biết cha có biết chuyện này không? Sao cái chung cư này trông quen đấy nhở? Phải quay lại bằng chứng, không cha sẽ không tin đâu. Sao lại là vợ mình? Em thấy anh có cao kiến không? Đưa em và lão Phương về đây ở, thế là chúng mình lại được ở gần bên nhau. Nhưng mà em ghét con vợ của anh lắm. Nhìn thấy nó với cả anh có tình tú, em ghen. Em làm sao đấy? Đây là vợ tốt để em cháo hành đó mà. Em cứ thích làm gì thì em làm. Lấy mác là vợ của sếp, kiểu gì nó cũng phải chiều theo ý của em. Ừ nhở? Thế mà em không nghĩ ra. Thế thì em sẽ nhân cơ hội này cháo hành nó, bắt nó phải hầu hạ, nấu nướng, giặt giũ quần áo cho em. Nó mà biết phải hầu hạ bồ của chồng chắc tức điên. Thế thì bây giờ anh bảo nhá, tối nay đợi thằng chồng em ngủ, đợi con vợ anh ngủ thì chúng mình làm một nháy. Còn bây giờ ấy, cho anh thơ một cái. Các người được lắm, các người bất nhân thì đừng có trách tôi bất nghĩa. Đúng là cái lũ khốn nạn. Dạ. Anh ơi, vợ em nó ngủ rồi đấy ạ. Anh làm gì thì làm nhanh lên anh nhá. Cậu đúng là thông minh, đáng được trọng dụng. Yên tâm, tôi sẽ trả công cho cậu xứng đáng. Còn bây giờ cậu sang bên kia canh chừng bọn tôi giúp tôi nhá. Có vấn đề gì nhớ phải đánh động đấy. Em biết rồi ạ.
Dậy. Tôi vẫn tỉnh, chúng ta thực hiện kế hoạch đi. Tôi cứ nghĩ rằng anh ngoại tình nhưng vẫn còn chút nhân tính. Thế nên khi nghe sếp anh yêu cầu là muốn mua vợ của anh sẽ từ chối cơ. Nhưng mà tôi đã nhầm rồi. Anh sẵn sàng bán vợ mình đi để đổi lấy cơ hội thăng tiến. Anh có còn là con người không hả anh Cường? Tao như thế đấy thì làm sao? Chẳng phải vì cái loại mày vô dụng, không nhờ vả được gì mày, lất gia đình mày, để một mình tao phải lăn lê kiếm tiền, kiếm cơ hội, thì tao có đến bước đường cùng này không? May mà nhờ có em Cương đây thì tao mới có vị trí như ngày hôm nay. Bây giờ mày giúp được chồng mày rồi ấy, thì mày phải cảm thấy hạnh phúc, may mắn mới phải chứ. Cậu thôi đi, loại người như cậu không xứng đáng làm việc công ty này nữa. Từ ngày mai cậu nghỉ việc. Định đuổi thằng này á? Không dễ như thế đâu. Định lấy việc công trả thù riêng á? Đừng có mơ, tao sẽ kiện lên chủ tịch. Thằng này cóc sợ. Thế thì cậu lại không biết rồi. Một người không có năng lực, lười biếng và hèn kém như cậu mà lên được cái vị trí này, cậu nghĩ là do tôi nâng đỡ hay sao? Không, đó là do chủ tịch cất nhắc đấy. Và người đó không ai khác, chính là ta. Cái gì? Cô ta mà làm chủ tịch á? Cô ta chỉ là cái loại đàn bà vô dụng, ngày ngày cơm cơm nước nước, lương bao cọc bao đồng mà thôi. Đấy là cậu chưa biết đấy thôi. Vì lấy cậu, một thằng không muốn năng hộ đối gì, nên cô đã từ bỏ tất cả mọi thứ, gia đình, địa vị, công ty. Nhưng hơn một năm nay, bố cô ấy lâm bệnh nặng, nên cô ấy buộc phải trở về để gánh vác công việc cho gia đình. Nhưng vì cô ấy không muốn nhìn thấy cậu kém cỏi, áp lực, cho nên đã nâng đỡ, giúp đỡ cậu trong âm thầm, im lặng. Nhưng mà đây là tất cả những gì mà cậu đối xử với cô ấy à? Anh ta nói thật hả em? Em là chủ tịch thật à? Là do anh ngu nên anh mới làm như thế thôi. Bây giờ anh quỳ rồi anh xin lỗi em nhá. Muộn rồi. Ngoài chuyện nghỉ việc thì chúng ta sẽ ly hôn. Và anh cứ chờ mà ngồi tù đi. Anh sẽ không được một xu nào từ tôi đâu. Còn cái chuyện mà anh chuốc thuốc mê tôi rồi định bán tôi cho sếp của anh, đã có camera ghi lại hết rồi. Anh cứ xác định đi. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Cút ra khỏi nhà tôi. Anh bình tĩnh, em giải thích. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Với cả em chốt dại có một hai lần thôi, chứ trong lòng em lúc nào cũng yêu anh mà. Trang ơi, chị xin lỗi em, chị sai rồi. Em nói giúp chị một câu. Cô câm mồm lại cho tôi. Đến giờ phút này mà cô vẫn cầu xin sự tha thứ à? Uổng công tôi yêu thương cô, tôi cung phụng cô, lo cho cô không thiếu một cái gì cả. Nhưng cô lại đối xử với tôi như thế này sao? Hả? Tôi sẽ trả cô về nhà ngoại để xem bố mẹ cô sẽ nghĩ về cô như thế nào. Anh... đi. Anh ơi. Vợ ơi, anh xin em, mình còn tình nghĩa vợ chồng. Tại vì anh muốn em có cuộc sống tốt hơn nên anh mới làm như thế thôi. Em phải hiểu cho anh chứ. Anh thôi ngụy biện đi. Anh muốn lo cho tôi á? Anh muốn cho tôi một cuộc sống tốt hơn á? Anh chẳng yêu thương ai cả. Anh chỉ yêu thương chính bản thân mình thôi. Còn bây giờ thì anh cút. Cút ngay đi. Ôi dồi ôi, sao cái lốp xe bên này nó vừa to, nó vừa chắc thế nhở? Ôi dồi ôi, con cá hôm nay to đấy. Dạ em chào anh ạ. Em xin được giới thiệu với anh, tất cả các lốp xe của bên em đều là dòng cao cấp, vừa căng vừa bền. Anh có muốn sở thử không anh? Có, cho anh test thử phát. Dạ, đây ạ. Đó, anh nhìn xem, lốp này vừa căng vừa bền. Còn lốp này chuẩn đét luôn ạ. Em thật em ạ. Em đúng không anh? Dạ, anh ơi, với chất lượng xe của bên em như vậy, chắc là không cần phải tư vấn nhiều nữa đâu anh nhỉ? Nhìn anh,
em đã biết anh vừa có tiền mà lại còn phóng khoáng nữa. Chắc là chốt xe cũng nhanh lắm chứ anh nhỉ? Em ý là vừa xinh gái lại còn vừa có mắt nhìn người. Anh ý chốt phút mướt. Bên em nhá, có chiếc xe nào mà hiện đại nhất này? Chân dài, gầm cao, máy thoáng, tiếng kêu ấy thì êm ái. Em giới thiệu cho anh đi. Anh cọc tiền luôn. Anh cọc tiền luôn ý ạ? Ui, anh đúng là thần tài ngày hôm nay của em đấy. Dạ anh ơi, con xe này ấy, hiện tại đang là xe tốt nhất của showroom bên em. Thế anh chốt con này nhá. Con này ấy, cũng được. Nhưng mà không biết là ghế sau của nó có thoải mái, êm ái không nhở? Thì phải thoải mái, êm ái thì anh mới xuống tiền được. Dạ, nếu mà anh muốn biết nó có êm hay không thì anh phải thử chứ ạ. Thế à? Nhưng mà thử một mình ấy thì nó hơi buồn. Hay là em lên thử với anh đi. Nếu mà ok nhá, anh cọc tiền luôn. Ngày mai anh lấy xe. Ngày mai anh mà ưng ấy thì anh lấy luôn hai con. Ui, anh lấy hai con nữa? Chưa gì mà đã thấy đủ KPI, đủ hoa hồng cho 3 tháng rồi. Dạ, em mời anh ạ. Ở đây chỉ tiếp đại gia thôi. Lướt đi chị còn làm việc. Tôi không phải ăn xin ăn mày gì cả. Tôi đến để xem xe. Xem xe á? Ôi trời ơi, cái ngữ què quặt như em thì đi thế đếch là được xem mà nói xem chả xét. À, hay là định một chân thì đạp ga, còn chân phanh thì dùng nãng. À tôi hiểu rồi. Cô đến đây là để hưởng tí ké dầu sang của showroom đúng không? Gớm nữa, thôi đi chỗ khác đi. Lướt em ơi. Tôi đến để xem xe thật mà. Hôm qua tôi đã cọc xe rồi. Hôm nay tôi chỉ đến để lấy thôi. Cái ngữ như mày mà có tiền đặt cọc xe thì tao đâm đầu xuống đất. Tao gọi mày bằng mẹ trẻ luôn nghe chưa? Gớm nữa, trông thì đã cố rách áo ôm, nhìn là đã biết cái kiểu nghèo hèn rồi. Còn mày đặt mua xe, lại còn gì? Què nữa. Thôi, bớt ảo tưởng lại. Đứng xa xa cái xe của tao ra. Không mày mà làm xước xe của tao ấy thì có bán cái mạng què của mày đi thì cũng không đủ tiền mà đền đâu nghe chưa? Lướt. Tôi thật sự đã cọc xe rồi mà. Mà tôi ăn mặc như thế nào thì liên quan gì đến cô? Tại sao cô lại coi thường khách hàng như vậy? Không, tao có coi thường khách hàng đâu. Tao chỉ là coi thường những cái đứa mà tỏ ra cái vẻ mình giả vờ giàu có thôi em gái ạ. Nào, để chị mày xem mặt ngang mũi dọc như thế nào. Chị mày còn in cái mặt mày ra, dán lên cửa hàng. Lần sau mà mò đến ý, chị mày rắc cho bãi muối. Tưởng ai? Hóa ra là con điên đâu có bị tao đâm hả? Thảo nào tôi thấy cô quen như vậy. Hóa ra chính là oan gia ngõ hẹp. Đã đang vội thì chớ lại còn gặp đèn đỏ. Bực thế chứ lại. Này, có xanh con kia. Mắt mày để đâu đấy à? Ở nhà có giường không nằm, đi ra ngoài đường nằm làm gì? Cút ra, tao đang vội đấy. Ơ này cô kia, cô vượt đèn đỏ cô đâm vào tôi. Cô không hỏi han tôi thì thôi, cô lại còn mắng tôi nữa. Đường rộng thênh thang như thế này, đường tao đi, đường mày đi, mắc mớ gì mày phải phi ở đầu xe tao? Tao chưa bắt đền mày là may lắm rồi đấy. Mày thích lắm chuyện à? Cút ra. Tôi đang bị đau chân, tôi không đứng dậy được. Cô đã sai mà sao cô vô lý thế? Định ăn vạ à? Được thôi, cứ ngồi ở đấy đi. Tao đè cho một phát để cho mày què luôn nhá. Nhìn cô thì cũng xinh xắn đấy, mà sao cô cư xử thiếu văn hóa thế? Sai như thế rồi lại còn ngang ngược. Tôi không có ý định ăn vạ gì cả. Nếu như mà cô xin lỗi tôi rồi cô đỡ tôi đứng dậy thì tôi sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng mà đằng này cô cư xử như vậy thì tôi không để cho cô yên đâu. Cô đâm vào tôi, cô phải đưa tôi đi bệnh viện.
Tao hiểu rồi. Mày định làm tiền đúng không? Tao chỉ dễ dãi với những người có tiền thôi. Còn cái loại nghèo hèn như cô em mà, đừng có hòng. Sao? Đau chân hả? Đâu để chị xem nào. Đau chỗ nào? Đau chỗ nào? Bỏ ra, tôi bảo công an đấy. Kêu lên, kêu to nó lên để xem có ai ra đây cứu mày hay không. Này cô em, mở mắt to ra mà nhìn cho kỹ, xem xung quanh đây có camera không. Cô em định lấy gì để tố cáo chị đây? Tao nói cho cái mặt mày biết, đây chỉ là cái giá rất nhỏ mà mày phải trả cho cái việc dám động đến tao, nghe chưa? Từ lần sau nhìn thấy tao cụp cái mắt xuống, không phải đừng có trách. Trông là đã biết nghèo hèn không có tiền rồi. Cái loại như mày ấy mà, mở miệng ra ấy, làm gì có ai quan tâm. Nghèo thì đã làm sao? Nhà quê thì đã làm sao? Thế cứ nghèo là sẽ bị cư xử coi thường như thế này à? Cô em mới ra đời à? Để chị dạy cho cô em một câu nhá. Ở đời này mà, người có tiền thì mới có tiếng nói. Còn cái loại nghèo như mày ấy, thì tiếng nói chỉ như tiếng sủa thôi. Ok. Cô thì giàu hơn ai, mà cô ra cái vẻ cô coi thường người khác như vậy. Kinh nhở. Mà nhìn kỹ thì trông cô em cũng có tí nhan sắc đấy. Với cái nhan sắc này đi làm gái bán hoa lại hợp ý chứ. Vớ vẩn xong một đêm lại đổi đời đấy em gái ạ. Lúc đấy có tí tiền vào ấy, rồi lại khinh người nghèo giống chị thôi. Thôi, không đôi co với cô em nữa, hơi bị mất thời gian rồi đấy. Hôm nay chị bận, cho nên là chị không tới bến với cô em được. Đừng để chị gặp lại cô em. Coi như số tiền lẻ này, tao bố thí cho mày. Cầm lấy, về mua thuốc thang và ngậm cái mõm lại. Thế á? Cô đứng lại, tôi không phải làm tiền. Cô đứng lại. Đau thế. Mới sáng ngày ra đã gặp phải cái kẻ không đâu ấy. Mới bị chị đây đâm cho một phát mà đã què như thế rồi hả? Khổ thân em gái ghê cơ. Vậy mà chị cứ tưởng là em gái giả vờ đấy. Cô đúng là trơ tráo thật đấy. Tôi đã ra nông nỗi này rồi mà cô không cảm thấy hối hận một chút nào, lại còn cười nhạo tôi. Tại sao tao phải hối hận? Tao đâm vào xe sang xe xịn, tao đâm vào người có tiền thì tao mới sợ. Chứ đâm vào cái ngõ nghèo hèn như mày ấy thì có gì mà tao phải xoắn. Cái loại mày mà, tao đâm cho một phát nữa cũng được ấy, chứ đừng có đùa. À, hay là mày theo dõi tao? Mày thấy tao làm ăn ở đây cho nên mày đến đây để phá tao đúng không ạ? Tôi không đến phá cô, mà thật sự là tôi đã cọc xe rồi. Hôm nay tôi đến để lấy thôi. Con này mặt dày thật đấy. Này, tao mà làm hợp đồng đặt cọc cho ai ấy là tao nhớ. Và tao chắc chắn rằng tao chưa làm cái hợp đồng nào cho cái mặt như mày. Cho nên bớt ảo tưởng là em ạ. Thôi, phiền quá, tao không rảnh để tiếp chuyện với cái loại hạ đẳng như mày. Tao còn rất nhiều việc phải làm. Biến. Mà này, tao cấm mày ấy không được đứng ở đây. Mày mà đứng ở đây làm cản trở đường tài lộc của tao, khách hàng vào đây xem xe, nhìn thấy cái loại què quặt như mày thì ai còn dám mua xe của tao nữa. Biến. Tôi có tài xế riêng. Ngày hôm qua cậu ta đã đến đây để đặt cọc rồi. Lát nữa cậu ta đến thì cô sẽ biết thôi. Tài xế riêng á? Ôi trời ơi, cái ngu như mày ấy mà có tài xế riêng thì tao đâm đầu xuống đất. Tao đi bằng hai chân, tao sủa gâu gâu cho mày nghe nhá. Bốc phét ít thôi em ạ. Hay là mày ngáo quá, để tao đập cho một phát cho mày tỉnh ra. Đây chính là xe mà tôi đặt mua hôm qua. Này, con xanh này mày không nghe tao nói à? Tao đã nói là mày không được động vào xe của cửa hàng. Mày có biết mày làm xước xe rồi không hả? Mày có tiền để đền không? Chắc là tao nhẹ nhàng với mày quá, cho nên là mày không coi lời nói tao ra gì đúng không? Này, hay là để tao đập cho cái loại đầu đường xó chợ như mày một trận để cho mày tỉnh táo nào? Có chuyện gì mà ồn ào đấy hả em? Ôi trời ơi, khách sếp của em đến rồi đấy ạ. Dạ, không có chuyện gì đâu anh ạ. Anh không cần phải quan tâm đâu. Chỉ là có các con dở hơi đến đây để phá em thôi. Anh đợi em một lát nhá. Em đuổi nó đi, rồi em sẽ tiếp anh ngay. Đúng, em đuổi đi, nhanh lên. Bạn anh ấy sắp đến đây rồi đấy. Này, bạn anh ấy, siêu VIP. Anh giới thiệu để đến đây mua xe đấy. Em ấy, liệu mà tiếp đón nó cẩn thận vào. Này, chỉ cần chốt được khách này thôi, đừng nói một mà 10 cái nhá, cũng không thành vấn đề. Wow. À, chủ tịch tập đoàn Ham Group đấy. Thật hả anh? Cảm ơn anh nhiều. Thì anh đợi em một lát, để em đuổi con danh con kia đi ngay. Ê, con què quạt kia, tao sẽ phải tiếp khách VIP rồi đấy. Khôn hồn ấy, đứng dậy, cút ra khỏi showroom nhanh lên.
Hay là mày định để tao lấy chổi quét mày đi thì mày mới chịu hả? Cậu là bạn của tôi từ bao giờ thế hả cậu Cường? Chủ tịch. Chủ tịch ạ. Dạ, chủ tịch, sao chị đến đây sớm thế ạ? Này, sao anh lại gọi cô ta là chủ tịch? Này, sao lại gọi các con danh què quặt kia là chủ tịch? Mà chủ tịch cái nỗi gì như nó, trông lại biết là nghèo hèn rồi. Trời ơi, này, đây là chủ tịch tập đoàn Group đây. Hóa ra cô ta chính là seller ngoan ngoãn, chu đáo mà cậu nói với tôi đấy ạ. Vậy thì để tôi nói cho cậu biết nhá. Cô ta chính là người ngày hôm qua gây tai nạn cho tôi rồi bỏ trốn. Vừa nãy tôi đến đây để xem xe, thế cô ta sỉ nhục coi thường còn đẩy ngã tôi nữa. Chiếc xe này tôi sẽ không mua nữa. Này, mày điên cừa thôi. Không bán cho mày thì tao cũng đếch cần. Xe là anh Cường anh ấy cọc. Dù sao ấy thì mày cũng chỉ là bạn của anh Cường thôi. Mày không mua, tao cũng cóc thể bán cho mày. Anh ơi, kệ nó đi. Em không bán xe cho nó nữa. Anh mua xe cho em là được rồi. Xe này không mua được rồi. Anh nói thế là sao? Hôm qua anh cọc cho em rồi mà sao lại không mua được? Thì bởi vì cậu ta là lái xe của tôi. Chủ nhân thật sự của chiếc xe này chính là tôi. Cái gì cơ? Lái xe á? Sao lại có thể như thế được? Sao lại là lái xe? Này, anh nói với tôi anh là giám đốc. Anh nói là anh đi mua tô như là đi mua rau ngoài chợ. Bây giờ lòi ra là tài xế là sao? Đã thế lại còn sơ múi tôi nữa. Tao khốn nạn này mày lừa tao à? Nào, chỉ muốn tán được gái phải bốc phét chứ làm sao nữa. Ai bảo cô tin, ai bảo cô thực dụng. Là cô cũng tự đưa đẩy chứ ai lừa gì cô. Xe thì tôi vẫn mua, nhưng là không phải là tiền của tôi thôi. Mà ai bảo cô là hành động ngu xuẩn nữa. Động ai không động, động đúng chủ tịch. Thì làm sao mà tôi biết được cô ta là chủ tịch? Mà còn anh nữa, đổ cho rõ vào. Cái gì mà giám đốc, cái gì mà mua cho tôi hai cái xe, chỉ có mõm à? Thôi, không sao, mình phải chịu nhục, nhịn một tí mà bán được xe còn hơn. Dạ, chị ơi, chuyện của ngày hôm nay là do lỗi của em ạ. Là tại em không biết điều, em có những cái lời lẽ không phải với chị. Chị rộng lượng, chị bỏ qua cho em chị nhá. Em cũng nói thật với chị, tiền đặt cọc của xe này em đã ứng ra trước. Mua son phấn với quần áo cho mình rồi ạ. Bây giờ chị mà không mua xe nữa, em không biết lấy đâu ra tiền để trả lại chị ạ. Tại sao trước khi làm ra những cái việc này, cô không suy nghĩ đến hậu quả đi? Vừa nãy, chính cô nói, nếu như tôi có khả năng mua chiếc xe này, thì cô sẽ đi đầu xuống đất và sủa gâu gâu cơ mà. Liêng sỉ tầm này nữa, là tao ấy, thì tao cũng làm. Bán được cái xe, được mấy chục triệu chứ ít à? Tôi không phải là kiểu người sẽ chèn ép người khác. Nhưng mà tôi cũng nói luôn, chiếc xe này tôi sẽ không mua nữa. Còn điên thì mày nói cái gì đấy? Không mua nữa là sao? Tao đã van xin mày như thế rồi mà mày không chịu à? Hay là hai đứa chúng mày đến đây thông đồng với nhau để chơi tao? Một thằng thì lừa tình, một con thì lừa tiền à? Được thôi, chúng mày có giỏi ấy thì cứ thử không mua xe xem. Mất cặp đi chơi đấy. Chủ của showroom ô tô này là anh Nguyễn Thành Đạt đúng không? Sao mày biết? Tại sao cô không động não mà suy nghĩ đi? Ngoài kia có biết bao nhiêu là showroom ô tô mà tôi lại chọn showroom này để mua xe. Bởi vì chủ của showroom này là bạn của tôi. Tôi không muốn là người quen biết thì anh ấy sẽ giảm giá. Thế nên tôi mới bảo lái xe của tôi đi mua. Cái chuyện mà cô coi thường người khác như thế này, tôi không thể không nói với chủ của cô. Bây giờ ngoài cái chuyện là không bán được xe thì công việc của cô cũng chưa chắc là đã giữ được đâu. Thôi chị ơi, em biết lỗi của mình rồi ạ. Em thực sự biết sai rồi, chị bỏ qua cho em nhá. Em hứa là từ nay về sau em không có cái chuyện này xảy ra nữa đâu ạ. Chị đừng có nói với chủ của em. Chủ của em mà biết chuyện này chắc là anh ấy đuổi việc em. Em mất việc, em phải về quê em mất ạ. Hóa ra cô cũng là xuất thân từ người nhà quê à? Vậy mà sao cô lớn tiếng, cô chê bai, cô coi thường người nhà quê thế? Cô tự làm thì tự chịu đi. Tôi mệt rồi. Cậu Cường, đưa tôi về nghỉ ngơi. Về công ty tôi sẽ xử lý cậu. Dạo này cũng to gan lắm rồi đấy.
ta, tự làm tự chịu đi. À kìa, đứng lại, thằng con. Rồi ơi là rồi, bây giờ vừa mất việc, lại còn mất cả tiền hoa hồng nữa. Ngu thế là ngu chứ lại. Chìa khóa ô tô sợi rơi này nhỉ? Anh làm cái gì đấy? Anh có làm cái gì đâu. Anh nhặt cái chìa khóa ô tô nó bị rơi đây này. Em có việc bận rồi, chúng ta đi về thôi. Em bình tĩnh. Làm gì mà vội vàng thế? Phục vụ, thanh toán cho anh cái. Anh ơi, cho em gửi bill ạ. Sao uống có mỗi 2 cốc nước này, ăn mấy cái đồ linh tinh này thôi mà hết tận 225.000 cơ. 200 thôi được không? Anh ơi, đồ nhà em có giá chung menu rồi ạ, em không giảm giá được ạ. Em ơi, cái chỗ này làm ăn vớ vẩn thật đấy. Mình là mình phải kiểm tra thật chắc chắn và kỹ càng, chứ không là mình thiệt. Anh bảo này, cái đĩa hướng dương này bọn anh mới chỉ ăn một nửa thôi. Một nửa thì em tính thêm một nửa nhá. Anh ơi, nhưng mà kể cả bây giờ bọn anh thanh toán xong, kiểu gì bọn em cũng mang cái này vào, đổ vào hộp rồi bán lại cho khách khác, lãi 3-4 lần chứ anh lạ gì. Này, còn cả cái đĩa bò khô này với cả bánh mì là bọn anh chưa ăn hết, nên là bọn anh xin phép được gửi lại quán em nhá. Anh ơi, bánh mình ăn rồi làm sao quán họ bán được, hơn nữa cũng chỉ còn một ít thôi mà. Em này chả biết tiết kiệm gì cả. Mấy cái chỗ này nhá, cũng là bữa sáng của anh đấy. Em chê đúng không? Phục vụ, bây giờ nha, em gói hết chỗ này vào trong hộp cho anh, để mai anh ăn sáng. Đi lấy hộp đi rồi anh gửi tiền cho. Vâng, anh đợi em một lát ạ. Hai trăm hai mươi lăm nghìn mà chia 2 thì là bằng 112.5 nghìn. Mà em ấy, nãy giờ là em ăn nhiều hơn anh, cho nên anh lấy tròn là 120 nhá. Cái gì cơ? 120.000 ấy em. Sao? Em thấy không đúng à? Hay là em không có tiền? Thôi, cũng đúng thôi. Nhìn em á, trông phèn phèn thế này, không có tiền thì cũng đúng. Nhưng mà thôi không sao hết, em không có tiền, anh có, anh có thể trả cho em cơ mà, đúng không? Nhưng mà ấy, em cho anh nắm tay với cả hôn thử. Anh ơi, chúng ta mới gặp nhau buổi đầu tiên, làm như thế này cũng hơi ngại đấy ạ. Ngại gì mà ngại, bây giờ thời buổi nó hiện đại rồi. Lần đầu tiên người ta hẹn hò ấy, người ta hôn nhau là chuyện bình thường, có khi người ta còn ngủ với nhau ấy chứ. Nhưng mà nhìn em quê mùa thế này thì cổ hủ thì cũng đúng thôi. Còn anh khác, anh nhiều tiền, anh là đại gia, anh học rộng, hiểu nhiều, đi Tây đi ta như là đi chợ, nên là anh tiên tiến hơn em nhiều. Vâng, anh tiên tiến thật ạ. Chứ còn gì nữa. Anh ơi, em nghĩ là chúng ta không hợp, buổi gặp mặt dừng lại tại đây thôi. Chào anh. Ê, đứng lại đã. Mới định chuồn à? Ăn của ông xong mới định chuồn đúng không? Này, khôn hồn thì để lại tiền, rồi muốn đi đâu thì đi nhá. Vừa nãy anh đòi tôi là 120.000 đúng không? Ừ. Được rồi, tôi để lại cho anh hẳn 150.000. Từ giờ chúng ta đừng có gặp lại nhau nữa. Chào anh. Em ơi, em. Đi chuồn đâu đấy hả em? Hả? 150.000 của em mà to à? 150.000 không đủ. Sao lại không đủ? Lúc đấy anh chỉ đòi có 120.000 thôi mà. Đấy là cái giá nếu như mà em ngoan ngoãn với anh. Đây là em bướng với anh nó khác. Nên là em phải chịu toàn bộ mọi chi phí ngày hôm nay. Thế tóm lại anh muốn bao nhiêu? Anh nói luôn đi. Được rồi, để anh tính cho em nghe nhé. 225.000 tiền cà phê này. Hôm nay anh đi ô tô, anh đổ xăng hết 3 lít, khấu hao bộ quần áo anh đang mặc là 5 lít. Còn tiền sáp, tiền giày thì thôi, anh khuyến mãi anh không tính. Nhưng mà ấy, còn một cái chi phí nữa,
là một tiếng đồng hồ anh ngồi nói chuyện với em mà anh chả được làm cái gì cả. Tổng cộng là hết 1,5 triệu. Tại sao tôi lại phải trả? Trong khi cả hai chúng ta gặp nhau là tự nguyện. Sao bây giờ anh lại bắt tôi trả những cái chi phí để ngồi nói chuyện với anh? Anh sẽ không bao giờ tính toán với em. Nếu như mà em biết điều, em ngoan ngoãn. Nhưng đây em làm anh khó chịu, anh bực mình thì em phải chịu trách nhiệm với anh chứ. Nếu mà vậy thì anh cũng phải trả những cái tổn thất đối với tôi. Hôm nay tôi cũng không vui vẻ gì cả. Vậy là chúng ta hòa, win-win. Thôi, tôi đi đây. Ê! Hòa là hòa thế nào hả em? Em nhìn em xem. Em ăn mặc thì phèn, đi cái xe thì trông rẻ rách. Đáng mấy đồng so với anh. Anh mặc đồ hiệu, anh đi ô tô. Gớm nữa, đã bảo cô Sơn là giới thiệu cho con một em nào mà trông ngoan lành tử tế, ít ra cũng phải có điều kiện một tí. Đây lại vớ phải ngay cái đứa mẹ trông đã nghèo lại còn tỏ vẻ cao sang. Sao kêu là tiểu thư hả? Tiểu tiện thì có ấy. Anh ăn nói cho nó đàng hoàng nhá. Tôi cũng không hiểu vì sao lại gặp phải cái loại đàn ông như anh. Đã kỳ bò, mặt dày, lại còn vô liêm sỉ nữa. Mày nói gì? Nói con điên. Mày ngã ra đường cái đường có mà ngã người ta mới biết cái váy của tao bao nhiêu tiền không hả cái con. Trang à? Ôi trời ơi, đôi bảo sao lúc mà đi đến đây tao ngửi thấy cái mùi gì tanh tanh. Hóa ra là gặp con gái của bà bán cá. Bao nhiêu năm không gặp, trông vẫn nghèo hèn như ngày nào. Thế hôm nay bác cái xe ghẻ của mẹ mày đi đâu ấy? Hả? Phương. Em quen cô ta à? Anh Phương. Anh. Sao mấy hôm nay em nhắn tin mà anh không trả lời ạ? May quá, hôm nay lại gặp anh ở đây. Anh đi đâu đấy ạ? À, anh hỏi em có quen cái con này không? Không, em không quen. Con này là bạn cấp 3 của em thôi. Cái con này nó bẩn thỉu nghèo hèn lắm. Anh đừng quen nó. Em không thể chơi với nó cơ. Này, nghe thấy bạn cô nói gì chưa? Hả? Cô đang làm vấy vật đẳng cấp của tôi đấy. Đừng để tôi phải nói nhiều. Vâng, anh đẳng cấp. Thế nên anh đi gặp con nhà người ta. Anh bắt con nhà người ta trả tiền. Rồi anh đẳng cấp. Thế nên anh đụng chân đụng tay khi mà chưa được sự cho phép. Và anh còn đẳng cấp. Thế nên anh bắt người ta phải trả tiền cho anh, nào là chi phí uống nước, chi phí xăng xe, khấu hao quần áo. Rồi còn trả cả chi phí để ngồi nói chuyện với anh nữa. Này, mày không biết gì thì mày im cái mồm vào nhá. Mày có biết anh Phương đây là ai không? Anh là doanh nhân giám đốc đẳng cấp nhất trong giới đầu tư đấy. Mày phải có diễm phúc lắm mới được gặp cả nói chuyện cả anh ấy. Nhiều người muốn bỏ tiền ra gặp anh Phương, anh không thèm gặp cơ. Mày trả tiền quá là đúng rồi. Anh nhỏ. Chứ sao nữa? Ở trong mắt cái kẻ nghèo hèn như cô ấy thì đấy gọi là kẹt xỉ. Nhưng trong mắt của người giàu chúng tôi thì đấy gọi là đầu tư có lãi, sử dụng tiền thông minh. Cô hiểu không? Hả? Nôn tiền ra đây. Tôi không muốn đôi co với mấy người. Tránh ngay cho tôi đi. Hả? Đi à? Đi à? Mày... Sao? Thế bây giờ mày có định trả tiền cho anh Phương không? Không ý. Đừng có mặt trách. Hay là để tao gửi ảnh vào nhóm lớp nhá. Đâu? Cô bỏ ra đi. Thôi được rồi. Tôi trả tiền cho mấy người là được chứ gì. Sớm biết điều chứ phải tốt hơn không? Mã đây. Quét đi. Nhanh tay lên. Coi như là tôi xui. Tôi bố thí cho mấy người. Thương. Bỏ qua đi. Xong rồi đấy. Nhớ với mặt tao đấy. Anh thấy em xử trí như vừa rồi có được không ạ? Em á? Em giỏi. Thôi được rồi. Bây giờ anh sẽ đưa em đi ăn ở khách sạn nhé. Em chỉ cần anh quan tâm đến em một chút. Đừng bơ em như mấy hôm trước là được. Đợt gần đây em mới ứng tuyển vào vị trí trưởng phòng của tập đoàn Ham Group. Trong công việc em sẽ giúp đỡ anh được rất nhiều đấy ạ. Được rồi, anh cho phép em đi cùng anh. Dạ. Đi. Này, em có chắc là lần này sẽ gọi được vốn không đấy? Chứ dự án lần này tiền nặng lắm đấy nhá. Anh cứ yên tâm, hồ sơ của anh em đã làm cho đẹp mướt rồi. Với cả lần này gặp mặt tổng giám đốc cũng là để biết mặt. Rồi lần sau hợp tác thôi. Nên là anh không việc gì phải hồi hộp hết. Được rồi, anh tin em. Lần này mà thành công ấy, em sẽ chính thức trở thành người yêu của anh. Và em sẽ được sống như một bà hoàng, như nàng công chúa của anh.
Ok không? Dạ. Anh nhìn đi, nhìn kia có phải con Trang mà mình gặp ở quán cà phê hôm trước không? Nó kìa. Sao em bảo là công ty em sang chảnh lắm cơ mà, sao lại chớ chấp những thành phần như cô ta? Thôi được rồi, cứ để anh sẽ thay mặt sếp của em thanh lọc bộ máy nhân sự. Này con kia, mày làm việc ở đây từ bao giờ hả? Sao tao chưa bao giờ thấy cái mặt mày? Lại là cô à? Tôi làm việc ở đây lâu rồi, từ lúc mới thành lập công ty cơ. Lâu lắm rồi á. Thì chắc là cũng chỉ làm cái loại nhân viên quèn hay là tạp vụ thôi đúng không? Thế mà cũng bày đặt ăn mặc sang chảnh gớm nhở? Nghĩ mình là chủ tịch hay gì? Mà thôi cũng đúng, cái loại mà không có xuất phát điểm, đã thế còn là con gái của bà bán cá thì phải cố gắng ăn mặc đẹp lắm, còn mồi trái các anh trong công ty chứ. Thôi thì cái vị trí đấy cũng phù hợp với cả mày đấy. Thế nhưng mà mày lại không biết điều, dám ăn trộm đồ công ty để tuồn ra ngoài như này á hả? Đây là đồ công ty, nhưng mà tôi được giao để mang ra ngoài. Mà tại sao cô cứ phải làm khó tao thế nhở? Hay là công việc của cô đang rảnh quá? Mạnh! Này cô kia, cô mang cái đống đồ này đi đâu ấy thì tôi không cần biết, tôi không quan tâm. Nhưng mà tôi là đối tác của công ty, từ nãy đến giờ là tôi có đeo một cái đồng hồ cơ trị giá 100 triệu quanh đi quẩn lại, tôi lại không thấy đâu nữa rồi. Thế bây giờ phải làm sao nhỉ? Mà cô có nhìn thấy đâu không? Đồng hồ của anh thì làm sao mà tôi biết được? Tốt nhất anh đi chỗ khác mà hỏi. Nhưng mà linh cảm của tôi cho thấy là cô đang cầm đồng hồ của tôi. Thôi được rồi, bây giờ nhá, tôi sẽ kiểm tra. Nếu như mà không có, tôi sẽ cho cô đi. Còn nếu mà có ấy, thì cô phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Để em kiểm tra. Ôi anh! Ôi, đồng hồ của anh đây rồi. À, con nhân viên què này, mày còn dám ăn cắp đồng hồ của đối tác à? Láo quá rồi, hôm nay tao sẽ cho mày nghỉ việc. Tôi không làm, tôi cũng không biết tại sao đồng hồ lại ở đây. Không biết á? Chứng cứ rõ ràng rành như thế này mà lại còn cãi à? À, hay là lần trước cô gặp tôi, cô không lấy được gì từ tôi cho nên là cô cay cú, nên lần này cô ra tay đúng không? Tôi cũng biết là tôi giàu có, cái đồng hồ này đối với tôi cũng chả là gì cả. Nhưng mà ấy, lần này tôi không thể nào mà tha thứ cho cô được. Quỳ xuống và xin lỗi tôi ngay! Tôi không làm, tại sao tôi phải quỳ? Đã nghèo rồi còn sĩ diện à? Tao bảo mày quỳ xuống! Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Anh Cường, tổng giám đốc. Anh, đây chính là anh Cường, tổng giám đốc mà em nói với anh đấy ạ. Chào anh. Chào anh. À mấy anh ơi, công ty mình có con nhân viên tạp vụ á, nhân viên què mà nó láo lắm anh ạ. Nó dám ăn cắp đồng hồ của đối tác, xong rồi nhét vào cái thùng cắp tông này này. Trời đất ơi, xong lại còn á, lấy nước với cả sữa ở công ty để tuồn ra ngoài. Đúng là cái loại á, ăn cắp quen thói. Mình phải đuổi việc nó đi anh ạ, không á, sẽ làm xấu mặt công ty mình đấy. Để tôi xem, ai lại có gan lớn như vậy, dám làm xấu bộ mặt của công ty. Là tôi đấy. Chủ tịch, sao chị lại ở đây ạ? Em tưởng hôm nay chị không lên công ty ạ? Chủ tịch chứ, cô ta đi xe mắt mà còn phải đi cái xe cà tàng rẻ rách, làm sao có thể là chủ tịch được? Là tôi cố tình làm như vậy để xem anh là loại người như thế nào. Và thật may vì tôi đã làm như thế mới có thể biết được bộ mặt thật của anh. Ôi anh Cường ơi, anh có nhầm không? Nhà con này nó nghèo cực, đã thế mẹ nó bán cá ở chợ ấy, xong rồi lại còn nhá. Còn cái gì mà còn? Cô dám nói chủ tịch như thế à? Có muốn mất việc không à? Những điều mà cô ấy nói đều là sự thật. Nhà tôi nghèo thật, mẹ tôi bán cá, nhưng mà nhờ có những điều đấy tôi mới có động lực cố gắng để có cơ ngơi như ngày hôm nay. Còn chỗ đồ này là để tôi đi làm từ thiện, chứ tôi không hề lấy trộm lấy cắp gì của công ty. Chủ tịch bớt giận ạ, cả công ty đều biết chủ tịch là người giản dị, lại có tấm lòng lương thiện. Cô ta mới đến đây là không biết thôi ạ. Không biết việc thì có thể dạy được, nhưng không biết điều thì không thể chứa chấp. Từ ngày mai cô không cần đến công ty của tôi làm việc nữa. Này, đừng nghĩ mình là chủ tịch thì muốn làm gì thì làm nhá. Tôi mang cả cái hợp đồng 100 tỷ đến cái công ty này đấy, nên mà đuổi việc tôi ấy, là coi như mất đối tác như anh Phương. Cả cái công ty này ấy, sẽ lao đao. Mất hợp đồng với anh ta, đến bây giờ mà cô vẫn nghĩ anh ta là chủ doanh nghiệp hay sao? Để tôi nói cho cô biết nhá, anh ta vốn dĩ chỉ là một tên lừa đảo. Nhà đi thuê, xe đi thuê, làm những thứ phù phiếm như vậy để lừa những cô gái cả tim giống như cô đấy. Anh ta chẳng có công ty nào cả, mà chỉ có một vài cộng sự
để cùng anh ta lừa đảo người khác thôi. Cái hợp đồng này không đáng một xu, và cả cái đồng hồ mà anh ta đeo cũng chưa đến 1 triệu. Vậy đây chính là đối tác chủ tịch muốn em điều tra đúng không ạ? Anh ta lập ra 52 công ty ma, lừa đảo biết bao nhiêu là người. Thế mà cô ta nói đối tác lần này là một công ty lớn và rất uy tín, cô suýt nữa thì hại tôi rồi đấy. Thế lúc đấy thì đi tù mọt không biết không? Chúng mày lại dám điều tra tao à? Đã thế tao không ký nữa. Anh Vương. Ta nói là nhà bạn Phú làm to rồi để cho mình làm dâu nhà hảo môn cơ mà. Tôi cứ tưởng cô đã thay đổi, thế nên mới cho cô cơ hội để làm việc công ty của tôi. Nhưng mà đúng là bản chất của con người không có gì khác cả. Cô vẫn nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá và coi thường người khác. Thế nên công ty của tôi không thể chứa chấp những người như cô. Từ ngày mai cũng không cần đến công ty của tôi làm việc nữa. Tôi còn chưa hỏi tội cô, việc cô làm sai giấy tờ, suýt nữa hại tôi ký hợp đồng không? Ai có dụng, tại lúc cũng chủ tịch. Tháng lương này, cô đừng hòng nhận một xu. Cô thông cảm, tự chịu trách nhiệm đi, tôi chịu. Chủ tịch ơi, đẩy đi đâu ạ? Sao bác ấy phải làm như thế? Mình có để bác ấy đói hay là phải lo lắng về chuyện ăn nhiều hay ăn ít đâu. Ngon heo thì là đúng món mình thích. Phải ăn thêm vài món nữa, không tí lên bầm thì không dám gấp đấy chứ. Mất vệ sinh quá. Bảo sao tiền đồ ăn hàng ngày cả triệu bạc mà chẳng được bao nhiêu món. Cô Trang đấy à? Tôi đang nếm đồ ăn xem là đã ngon chưa. Dạo này mồm miệng chán quá cô ạ. Nếm nếm mãi mà vẫn chưa thấy ổn. Cháu nhìn thấy hết rồi. Cháu cũng không có ý gì cả. Bình thường cháu không bao giờ ý kiến hay để cô phải đói. Thế nên cô đừng làm như vậy. Nếu như mà cô thích ăn thì lần sau cô cứ mua thêm ạ. Dạ. Với lại từ lần sau khi nêm nếm đồ ăn, cô dùng thìa và đũa riêng múc ra bát rồi nếm, thay vì cho cả thìa và đũa vào thức ăn như vậy. Vừa không đảm bảo vệ sinh mà thức ăn cũng dễ hỏng đấy ạ. Đồ ăn ngày nào còn thừa cũng đều đổ vào thùng nước gạo, là do tôi đổ. Nói mình bẩn thì nói tuyệt ra đi lại còn nghìn năm văn vở. Vâng ạ. Tôi sẽ rút kinh nghiệm. Có gì mà cô chưa vừa ý thì cô cứ thoải mái góp ý với tôi nhá. Tính tôi không để bụng đâu cô ạ. Dạ vâng, thế thì tốt quá rồi. Thôi cô làm việc tiếp đi ạ. Dạ vâng. Hả? Chê tao bẩn á? Thì tao cho biết thế nào là bẩn luôn. Nước bọt của tao ấy có khi lại làm cho đồ ăn ngon hơn đấy chứ. Ngon lên tầm cao mới chứ. Ở đấy mà chê bẩn hả? Mỗi ngày đi chợ thừa vài chục nghìn như thế này thì kiếm mấy bát phở ngon ơ. Mấy cái bọn dân văn phòng lương 1 tháng 5 triệu đã chắc gì cá kiếm bằng mình chứ. Ô cô Trang. Cô An, cô có thấy mùi hôi ở đâu không ạ? Có mùi gì sao? Cô đưa cháu xem nào. Trời ơi, thịt này bị hỏng rồi. Mà cô vừa đi chợ về đúng không ạ? Sao rau củ hỏng dập nát hết thế này ạ? Thế này làm sao mà ăn được hả cô? Thôi chết rồi. Cô Trang ơi,
Tại tôi đi chợ vội quá nên là cứ để cho cái bọn bán hàng nó xếp đồ vào túi, tôi không kịp chọn rồi là không để ý. Cái bọn này buôn bán điều chắc thật đấy. Thôi được rồi, để tôi mang trả lại rồi cho họ một trận luôn. Cô cũng thông cảm nhá, tính tôi thì cứ hay tin người, vì lại tôi cao tuổi rồi nên nhìn nó cũng không được rõ cô ạ, thông cảm nhá. Cháu cũng nghĩ là như vậy. Thôi từ giờ để cháu đi chợ, cháu sẽ mua thức ăn về, cô chỉ việc nấu nướng thôi. Cháu cũng kỹ tính, thế nên không ai lừa được cháu đâu. Nhưng mà như thế liệu có được không hả cô? Tôi là giúp việc mà để những cái việc này phải đến tay cô thì đúng là tôi vô dụng quá. Không đâu ạ, cháu thấy như vậy là tối ưu, vẹn cả đôi đường. Cô cứ làm đúng phận sự của mình là được, cháu không thấy có vấn đề gì cả. Thôi cứ như vậy cô nhá. Thức ăn này hỏng rồi, cô bỏ đi, để cháu đi mua đồ ăn mới. Dạ vâng ạ. Loại này tự dưng chặn đường sống của bà. Mày ăn cả năm rồi, mày có chết đâu. Lắm nhọt lắm nhá. Bực hết cả mình. Từ nay trở đi chẳng làm ăn được gì nữa cả. Nhưng mà mình cũng không thể nghỉ việc ở đây được. Tìm đâu được ra cái nhà vừa giàu có lại vừa thoải mái như thế này. Thôi vậy, 9 bỏ làm 10, đời còn dài, thiếu gì cách. Cô đợi cậu Cường một chút nhé, cậu bận tí việc cậu ra bây giờ đấy ạ. Vâng, cô làm gì cứ làm đi ạ, kệ cháu, cháu quen rồi mà. Đúng là người giàu có khác, toàn đồ hiệu thôi. Các bộ sưu tập mới nhất cô ta đều có. Rồi những thứ này cũng sẽ thuộc về mình thôi. Em mới đổi với Đức Hoa, em mặc bộ váy này khiến anh nao lòng đấy. Anh có thích không? Cô Ngọc, sao cô lại... Em xin lỗi ạ, tại vì lúc nãy em bị đổ nước vào người, cô giúp việc bảo vào đây thay. Em xin lỗi vì đã khiến anh hiểu nhầm ạ. Kiểu này thì mình sẽ lấy được lòng tin của cô ta rồi. Ok, không dễ thế cô, đâu. Sao cô lại lấy điện thoại của tôi? Cô trả điện thoại rồi. Sao cô lại xóa video trong điện thoại của tôi thế? Tôi là nhân vật chính trong đấy mà, tôi có quyền chứ. Này, đừng có tưởng là tôi không biết ý đồ của cô nhá. Cô định bước chân vào cái nhà này đúng không? Định thay thế chính thất chứ gì? Đừng có mơ, tôi không bao giờ để cái loại người như cô bước chân vào cái nhà này đâu. Bà không có bằng chứng thì lấy gì để cho người ta tin? Tôi cũng có cách để cô ta đá bà ra khỏi căn nhà này mà không chút do dự đấy. Cô đừng có đùa với con này. Cô bà trung thành với chủ như thế, nhưng mà cô ta có coi bà ra gì đâu. Liệu bà có biết rằng cô ta đang âm thầm tìm giúp việc khác thay thế bà sau những việc bà đã làm không? Cái gì chứ? Chưa biết à? Kém. Muốn sống trong những căn nhà hoa lệ như thế này thì phải tỉnh táo lên. Nếu không, một ngày bị đá thẳng cẳng ra ngoài, bà cũng không kịp trở tay đâu. Cô... Yên tâm, nếu là tôi thì tôi sẽ không để cho chuyện đấy xảy ra đâu. Cô có cách gì sao? Tất nhiên, tôi sẽ có cách để cho bà không phải đi dọn dẹp, không phải đi giúp việc,
không phải nhìn mặt chủ mà sống nữa. Hoặc là bà cũng có thể về làm việc dưới trướng của tôi và nhận về nhiều lợi ích. Nhưng mà cái gì cũng có giá của nó thôi. Bà phải giúp tôi vào được căn nhà này và thay thế cô ta đã. Nhưng mà chuyện này bà cứ từ từ suy nghĩ đi. Chuyện này cũng không phải một sớm một chiều. Tôi sẽ làm theo lời dặn của cô. Ba, hai, một. Mình cho nhiều thuốc thế cơ mà. Cô vào đi. Thuốc nhạy lắm, ngất luôn rồi. Tốt lắm, người như bà xứng đáng được giữ lại. Tôi giúp cô đến đây thôi. Còn làm gì tiếp theo là do cô đi nhá. Là do anh Cường. Cường, em... Chuyện gì thế này? Em đừng hiểu nhầm nhá. Anh cũng không biết là chuyện gì đang diễn ra nữa. Rõ ràng là anh đang ngồi ăn cơm. Sao lại... Anh Cường, rõ ràng là anh gọi em tới đây mà. Anh là người ép em làm chuyện này. Mà bây giờ anh lại trốn là sao ạ? Cái gì? Cô Trang ơi, tôi không hề có liên quan gì đâu nhá. Là do cậu Cường, cậu yêu cầu tôi là không được nói cái chuyện là cậu cặp kè với ở ngoại tình với thư ký của mình ạ. Cô vừa nói cái gì cơ? Tôi làm thế bao giờ hả? Anh Cường, em đã có con với anh rồi. Em thì sao cũng được, nhưng mà con em không thể không có bố được. Anh cũng đã hứa là sẽ cho em danh phận rồi còn gì nữa. Anh ấy cũng nói là anh ấy hết tình cảm với chị rồi. Cả hai người đều đang ngầm sống ly thân và cũng thống nhất là sẽ không quan tâm gì đến tình cảm của nhau nữa. Thế nên em mới đồng ý ạ. Cô đừng có mà nói vớ vẩn. Tôi chưa từng có tình ý gì với cô cả. Làm gì có chuyện có con gì được cơ chứ. Không thể, không thể nào. Chúng ta ly dị đi. Kìa, em vừa nói cái gì vậy? Chẳng nhẽ em không tin anh sao? Anh đã nói là anh không hề biết chuyện gì đang diễn ra. Anh không hề có tình ý gì với cô ta cả. Trang ơi, chị Trang, em xin chị đừng làm như thế ạ. Em cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của ai cả. Em cũng không cần danh phận gì cả. Em chấp nhận là một bóng ma trong căn nhà này cũng được. Chỉ cần em Cường lo cho con của anh ấy thôi. Em sẽ không làm ảnh hưởng tới ai đâu ạ. Đây là những điều mà cô muốn đúng không? Nhưng mà đáng tiếc là tôi đã biết màn kịch mà cô và bà ta dựng lên rồi. Hoặc là tôi sẽ để cho bà không phải đi làm giúp việc, không phải dọn dẹp. Có thể ung dung thoải mái mà sống, không cần phải nhìn sắc mặt của chủ nữa. Các người dựng lên màn kịch này để chia rẽ tình cảm của vợ chồng tôi. Sau đó thì cô có thể dễ dàng bước chân vào ngôi nhà này rồi còn gì nữa. Tôi thật không ngờ hai người có thể làm những chuyện này sau lưng tôi đấy. Không ngờ, không phải tôi, là do cô ấy đi. Tôi đã cho người điều tra về cô rồi. Cô là một người phụ nữ có tài, nhưng mà cái tài đấy cũng đi kèm với tai tiếng. Cô chuyên phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Sau nhiều lần sống lỗi thì cô đã bị cha và đứa bé ở trong bụng cô chối bỏ. Bây giờ cô lại muốn dùng cái thai đấy để tìm một con đường chắc chắn hơn cho mình. Là muốn chồng tôi phải đổ vỏ, nhưng mà mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Còn cả bà nữa, bà làm ra những cái việc dơ bẩn. Tôi đã cho bà cơ hội, nhưng mà bà lại dùng chính cơ hội đấy để phản lại tôi. Bà nghĩ loại người như cô ta thì có thể bước chân vào ngôi nhà này à? Tôi không làm gì cả cô Trang ơi. Các người cút ra khỏi đây cho tôi. Nhanh chân lên, không tôi sẽ kiện hai người đấy. Từ giờ trở đi em chỉ tuyển thư ký, người giúp việc là nam thôi nhá, tránh những chuyện như thế này xảy ra. Dù là nam hay nữ thì kiểu gì cũng sẽ phát sinh vấn đề thôi. Chủ yếu vẫn là do bản chất của con người. Nhưng mà từ giờ em sẽ chú ý hơn. Cũng may chưa có chuyện gì xảy ra đấy.